hai cháu nó có quá cực khổ rồi, một cháu là đụng kinh bộ này thì chưa đi được thì là cái bộ mẹ thì ở nhà phải trông này, thì một cháu thì cứ có khi cơn lên cuồng là chạy này. Cô cháu đi lạc mài đêm mới cách được một hai đêm ngày nữa, thứ hai lạc đi đường tàu ấy. Đi lên bãi xà lên dình binh thì lại xuống về đường tàu rồi là hỏi họ mấy có người gặp chứ không có người gặp thì cười mặc quần u lót không biết họ gặp họ đúng cho một cái áo cái quần đấy. Đi bộ qua bãi xã luôn. Đi bộ qua bãi xã. Nhưng mà cái khi mà em nó đi vậy mà sao không không có đi tìm liền? Không, gia đình đi tìm từ khuya 4 giờ nhưng mà không không nắm được, họ cho chỉ cứ họ cho để lên dình binh đi qua dình cát thì vòng qua dình hành lại về. Nếu được cho mình cứ đi tìm mất thông tin liên lạc cháu là chỉ đang lên phây vì lên mạng vì đó alo trên loa để tìm cháu là mặc áo vì chi thế này chơi luôn con cháu ngoài cũng không biết ơi. Tìm người không không tuy là mình đứng đây vì đó chứ ngoài họ hẳn cũng không ơi mà không thưa gì hết. Dạ, Thành Nguyên mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Thành Nguyên kết nối yêu thương. Dạ kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại cầu Thọ Lợi, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tới thăm một cái hoàn cảnh khá là đáng thương. Thì cái hoàn cảnh đó bệnh tật và khó khăn như thế nào? Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để trò chuyện với cô Cuối nha quý vị. Dạ, cô Cuối là cái người mà đã giới thiệu cho Thành Nguyên á. Dạ rồi, mời quý vị. Dạ, con chào cô. Dạ, chào Thành Nguyên. Dạ. Cái hoàn cảnh này đó thì con có thấy cô gửi cho con cái hình ảnh và cái thông tin đó rồi. Nhưng mà con muốn nắm thêm rõ cái hoàn cảnh này chút xíu nữa. Cô có thể chia sẻ cho con chút xíu nữa không? Thì có cô có giúp đỡ là gì? Cô thấy hoàn cảnh của chú đây là được có hai thằng con mà một đứa là 17 tuổi, một đứa 23 tuổi. Mà giờ là bị bệnh tâm thần cùng vì bệnh đồng kinh, đi đến bố là coi như cha mẹ là cũng đi làm ăn được mua xa hết, coi như đi đến đâu là phải bám bằng con, không con mà nảy xuống sông hoặc là xuống nước là chết. Cho nên là cảm thấy gia đình khổ, mà đêm hôm đi là coi như giờ ta ngủ bằng nềm bên đi, chủ nó là coi như nằm bằng rán đi, cơn lên mỗi lần là chủ nó nói là hắn đẩy vì vá là coi như sắp chăn chịu cả đêm mà chỉ rửa chứ coi như cơn cả cái cơn lên là mình không biết là con có thể chết. Có nghĩa là hai người con bị tâm thần và cũng lâu lâu cứ lên cơn đồng kinh. Đồng kinh. Rồi. Là coi như là coi như cha vì mẹ là không đi làm được mua xa, cứ khi buồn đi chờ cùng đưa con đi này, đi làm đồng cùng đưa con đi này. Là bờ trưởng đây có một ngày là quên sơ hở là cháu đi mà đi tìm đưa lên Zalo cả với xà dân thò đi kiểm mà mài dưới dân phúc ở bên đường tàu. Cho nên là thầy gì thầy con họ cùng như tuổi con mình, mà con mình có gia đình mà con họ là rửa thầy gì thầy khổ mà gì coi kênh Thành Nguyên mấy tháng nay rồi, cho nên dày thầy gì vì đưa lên Zalo của gì để gì gửi để có chi hỗ trợ cho gia đình, cho nhà ta già nuôi một cái thì ai nuôi con họ. Cho nên là để cho đừng mạnh thường quân thì có cái nỗi yêu thương vì kênh Thành Nguyên có gì giúp đỡ cho họ thì có gì cũng chân thành cảm ơn là cháu. Vậy là gì là hàng xóm đúng không? Cô là hàng xóm đúng không? Hàng xóm ông xóm nhưng cách đó đồi ấy, mấy vì chú nó lại đi thả cá bên chỗ nhà con gái của gì đi thấy là cháu là nhiều bữa là đi bộ lăn hay đó là tìm tái đó. Gì thương quá ấy. Vì coi kênh của Thành Nguyên là gì thương là gì vì nói là nhờ con dâu bấm lên để gửi cho Thành Nguyên ở rửa thế này. Rồi vậy thì bây giờ cô dẫn con vào thăm cái hoàn cảnh đó nha cô. Được, thì gì làm ơn thì gì làm cho đến nơi chứ gì nó bẩn đi ruộng. Dạ. Rồi mình đi ha. Rồi bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên và cô Cuối ha. Cuối anh. Mà sao cô có cái tên là là bộ mẹ là đặt bưng bình cầu bình nó để nó hóa rồi mà giờ xóm là nhiều mẹ đẻ nhiều nó bảy con rồi họ đặt cái cuối cùng để cô là người con cuối cùng thành nên là đặt nợ cô Cuối. ông tên gì, ông bà tên gì hả cô? Phương Cát. Phương bà Cát à? Ông Cát bà Phương. Ở xóm ba đấy ha.
Đấy là nhà của vợ chồng là sau chủ đi cũng chỉ gòn á. Chủ đi con nam nói chủ là cho một cái nhà ở sau như chưa cỏi mà điều kiện mà sửa lại nhà nó. Nhà nào có nhà này hả? Ừ. Không có nhà này bây giờ đâu ở được nữa. Thì rồi vì chủ anh em dâm anh em chủ đi là ở trong nam nè. Ồ. Vâng, theo cho... sự hướng dẫn của cô. Cô ơi, cô cho em hỏi này. À, đây đây là cái nhà này là nhà vợ chồng cho mà coi như chủ ở trong nam rồi là chủ cho mượn nhà nữa ở để mà làm ăn rồi là xây dựng tạm ấy rồi ra là coi như chủ mới chưa có điều kiện mà làm á. Ừ. Rất khổ. À, vậy ha. Dạ, kính thưa quý vị, đây là cái ngôi nhà của chú Cát và cô Phượng này quý vị. Trước đây là ở đây nhưng mà vì nó xuống cấp rất là trầm trọng cho nên là người chủ có cho mượn cái căn nhà phía sau này. À, cho mượn căn nhà phía sau này để ở đây quý vị ạ. Mà người chủ thì đi làm ăn xa đấy. Đây là mẹ, à, mẹ. Đây cháu nữa với cháu nữa thôi. Nó còn nữa thì mới lạc sáu mới tìm được về thôi. À, vậy hả? Để ra hai đứa con đi luôn. Các chị đây là hàng xóm hả? Dạ, các chị là hàng xóm. Dạ, chị dạ. Là phụ nữ ở, dạ. Ở xóm à, vậy hả? À, chào anh. Dạ. Chào chị. Đây hả? Mới tìm về đây. Đâu về vậy? Hả? Đâu về vậy? Bây giờ hỏi họ, em hỏi có biết gì không? Không biết, nói trầm cảm. À, không nói năng gì à? Không, nói được nhưng mà không nói, không mấy khi nói một tiếng. Vậy hả? Người hỏi mày đi lạc rồi nhưng người ta hỏi chứ không bao giờ biết đường mà nói. Ai hỏi gì cũng không có nói gì, không nói. Rồi cha mẹ ở nhà trò chuyện với con thì nó cũng không nói luôn. Họ cũng nói, ăn chưa cũng nói mà hỏi ăn rồi cũng nói gì cả. Nó học mà đâu có học hành gì được đâu. Không hả, hai đứa không đứa nào học một tí. Hai anh em không ai học. Thằng em, nhưng mà em thì có vẻ nhanh nhẹn hơn này. Không, em này ngớ hơn nữa. Thằng này là ngớ hơn. Nặng hơn nữa hả? Ăn vậy hả? Quần não là chưa, nó phải mặc chứ không biết đang đưa mặc. Nhưng mà bây giờ em hỏi nó có trả lời đâu. Không trả lời được thì là trả lời được cái lời sửa. Đại hư thâu với đại cha mình nó bị thấy con. Quần áo chưa khô ấy chứ là toàn bộ là phải lo cho nó hết. Có nghĩa là mặc quần mặc áo tiểu tiện đại tiện là cha mẹ phải làm chứ nó không biết. Tuần lỡ mà không ấy là nó đi cả quần luôn à? Ờ đi cả quần. Ồ trời. Còn giường thì cả đời không khi nào dám trải một cái nệm cái đống toàn là cái giường nan ở trong nằm. Không nó không đãi cho tôi nói xin lỗi thật vô nhà là đãi cho tôi cả giường ấy. Đãi tôi giường. Lên cơn vừa hồi mất bữa hôm đi lạc ở trên đường sau họ mặc cho bộ quần áo ai cho bộ quần áo đẹp rồi thôi. Lạc cái giờ đứng tàu tìm cả đêm 12 giờ đêm mới tìm được. À, thằng anh là tên gì chị? Cao Đăng Điều. Cao Đăng Điều. Dạ. Năm nay là 20 hả? 23 tuổi. 23 tuổi. Còn cô Cao Đăng Chính là Cao Đăng Chính. Tuổi. Cao Đăng Chính. 17 tuổi. 17 tuổi. Để em thử hỏi nói xem nhé. Được hỏi. Em tên gì? Hả? Tên gì? Em tên gì? Đó quý vị ạ, Thành Nguyên mà sờ cái tay vào người cái là tự thột người lên. Mà không có ai nói năng gì cả hai anh em. Rồi anh cho em hỏi cái là cái khi mà sinh hai cháu ra đó thì hai cháu có bình thường không? Rồi hay là bẩm sinh luôn? Bẩm sinh luôn. Bẩm sinh, sinh ra là vậy luôn hả? Sinh ra là vậy luôn. Đi hết viện từ Nam chí Bắc là khắp nơi từ trước. Viện Nam Bắc là đi hết. Thằng 7 năm trời ăn ở bệnh viện. Còn thằng này thì cũng là rửa luôn. Hết viện Sài Gòn, hết Bắc, hết Nam, Hải Dương, Hải Phòng, mua ai cho bày cho con thì đi đâu là đi hết. Ai bày đâu là đi đó. Quy Hòa thì cũng như nói mua con cao làng, cụ khỉ, cụ khủng chứ là đi hết. Chả có sọc luôn. Nói chi mà nói chi nói cho tôi rõ mà. Nói gì cứ nói gì? Nói chi đó. Mơ áo. À, mơ áo. Mơ áo. Nó biết bao bốn người quen ấy, quen lên tô đã. Là người quen của dạ lòng mờ áo. Mờ áo đấy. Vậy rồi thằng anh thì có làm được cái gì không? Không ăn được không đi chơi. Ăn đi chơi cứ đến buổi là kiểm về. Không làm được cái gì hết. Còn thằng này thì ăn ở nhà 24 đến 24 đi được. Dạ. Đi là mất. Đi là mất. Thằng em hả? Thằng em thì đi ra khỏi cửa là không biết đường về nữa. Không biết đường về. Còn thằng anh thì cứ một tháng 30 ngày là mất 31 ngày đi kiếm rồi.
ngày 2 giờ, ngày 2 giờ đi kiếm, trưa với tối. Rồi công việc hàng ngày của anh chị là anh chị làm gì? Làm ruộng chứ làm gì nữa? Làm ruộng. Làm ruộng. Nhà đây làm ruộng nhưng làm gì cả. Rồi thu nhập sao anh? Thu nhập thì làm có gì đâu, thì làm ruộng thì một năm được 2 vụ lúa đấy chứ có gì đâu. Chả có làm. Thì một anh là phải ở nhà trực rồi. Dạ. Đấy, bố thì dạo này đau dạ dày nữa là nhà cũng mấy khi đi làm được nữa đó. Như vậy là trong hai anh chị phải có một người ở nhà chăm và trông chừng hai cháu. Nó có biết đường đi đâu, biết đường đi không biết đường về, càng ra khỏi ngoài ra ngoài đường không biết đường về nữa đó. Rồi chị đây là sao? À, hàng xóm. Chị này là hội phụ nữ xóm đấy ha. Dạ. Rồi chị lại đây cho em trò chuyện với chị chút xíu coi. Đâu này đông người ồn ào quá. Rồi cái hoàn cảnh này đó chị. Thì em cũng có nghe cô cuối đây tâm sự qua rồi. Dạ. Có thể chị tâm sự thêm cho em chút xíu về cái hoàn cảnh này không? Được. Mà gia đình thì đúng là vất vả rồi, mà vợ chồng thì nói thật sự mà nói ta hai vợ chồng trẻ nuôi con đang có thể là vất vả. Nên hai vợ chồng này thì đẻ ra hai đứa con lại là không biết gì. Toàn ở nhà này, chồng mà đi thì vợ là phải ở nhà. Mà thay nhau. Thay nhau. Vì là bệnh này là hai đứa này là nó có lại bệnh là cơn này cần dịch đấy, lên cơn này đồng kinh ấy. Mà nếu mà không có người thì bổ dần nước thì là hầu như là mất đi, mất con. Thì nói chứ con là ốm đau nhưng mà vẫn có con nhé, có sợ con là mất đi thì mình ẩn hận nhé. Còn mà nếu mà đi giữa đường thì vợ chồng mà về, ví dụ mình mà đi khỏi là bị hở cửa này, đi khỏi mà nếu mà giữa đường thì là nhà ta gọi điện, nhà ta bay, nhà ta mách với để mà đỡ đi tìm chỗ khác. Mà nếu mà lên cơn thì trường hợp mà như phụ nữ thì không biết là đầu tiên là khiếp là sợ chứ. Trơn mắt trơn mũi thẳng chân thẳng tay thì là người thì em thì to là phải kêu người bên kia hoặc là những người để biết chứ kêu đến để mà là hỗ trợ này bịt tai này. Để cho tỉnh, đến buổi nó tỉnh thì nó dậy thì lên ở đây. Còn mà gặp cái chị em thì nếu mà chị em mà biết thì mình mà khi bệnh lên ở gần nhà chị em này thì mình là gọi là chị em ra để là bay cách cho vậy là đỡ nó lên. Đến khi bệnh nó tỉnh rồi khoảng 30 phút thì tỉnh lại thì là nó biết đang nó về, hoặc là mình là mượn xe hoặc là chị em hàng xóm là để mà chở nó về chứ. Mà mỗi khi là đồng trời đồng đất thì lại là lên cơn. Vào là tỉnh cái này đi câu dần được về là sợ là nó bệnh lên thì phải là gọi điện trước cho gia đình. Để đỡ đi tìm chỗ khác. Một tháng thì anh đã khi này trao rồi đó, một tháng này nói chung đi thì một ngày thì đi tìm vì 70 lần. Cái này đấy, vì là bật hôm trước là nó đi là tìm là lên đi khắp cả xã Diên Bình, Diên Ngọc, Diên Minh với chị đó không tìm được, lại là ở dưới Phúc Trung với Phúc Nguyên đứa ngó đi xuống ở Phúc Nguyên đứa ngó cả xã Diên Thó đi tìm này, cả xóm ba này tất cả này xã Diên Thó đi tìm cái gia đình bởi lên cái người giữ lại á, biết đến đất người ta lên đất người ta giữ lại chứ, người ta giữ lại là gia đình mới sang bên thì cảm ơn. Thì cảm ơn thì người ta biết hoàn cảnh gia đình sau người ta không lấy không đi là không lấy cái quà của là gia đình mình. Nói về thì hỗ trợ cho hai cháu thì cảm ơn gia đình người sang, nhưng mà gia đình không nhận quà đâu. Rồi cho em hỏi chút xíu này, cái ngôi nhà này đó là trước đây là của anh chị ở đây đúng không? Nhưng mà sau này nó xuống cấp rồi là mới mượn cái ngôi nhà này là của người chú hả? Chú thì vì hai vợ chồng nhà chú là ở Trung Nam. Sau ở trong sinh sống ở trong ấy. Thì gia đình mà gia đình thì không nữa thì mượn của là chú để mà ở chứ. Chú là chú ruột. Chú ruột là em cha hay là em trai của em, anh em trai. Em trai của anh Cát nè. Anh trai của em Cát. Em Cát là vì hai vợ hai ông bà thì hầu như ông bà là để cho anh em là nền đất ở đây. Anh vì em chủ bạc với chủ á. Thì dư chủ đi thì bạc thì là ở được chứ sao. Anh em dễ dàng chứ. Thế người ngoài thì nói thực tế cho nhà cho mượn được hay không thì thôi thôi. Đúng rồi. Rồi cảm ok ơn chị nhé. Dạ. Ăn gì vậy? Táo hả? Cho trái đi. Cho trái đi.
xin trái đi. Rồi cái khi mà sinh ra hai cháu nó bị vậy đó thì sau đó chị có tính sinh thêm không, hay là đứa thứ hai thấy vậy là thôi nghỉ luôn? Thì nói chung là điều kiện thì sinh ra cháu đầu là được 7 tuổi mới sinh ra cháu thứ hai, nhưng mà thật điều kiện nó vất vả và quá, vì nói vì hai cháu nó bị bệnh thế này thì điều kiện gia đình không có mà cũng không dám sinh nữa. Yeah. Vì nói chung là hai cháu nó bệnh nên quá phức tạp đó rồi. Đứa thì lên cơn, đứa thì còn bé thì ở trung tâm rẻ là nuôi cho mãi đến dư. Bà nội cũng không có, bà ngoại cũng không, với một bà gì thì bà đi vào Nam ở với chú. Để cho mượn nhà mà để cho mẹ con trụ trạm ở đây, để cho con hình nữa, cho con nhà mà nhà mình thì mình trúng bão lụt thì rồi đã vô ở cái nhà nứt nẻ thế này, thì nói chung là chú là tạm thời là đeo bà vô đó để cho gia đình nhà bác là mượn tạm nhà nhà chú để ở, ở tạm. Thì sau có điều kiện thì chủ mà để cho ở nhà ở thì mình sau mà trả được dần dần cho chủ thì cái tốt, mà không trả thì nói chung là anh em cũng gom lại để giúp đỡ cho cháu nó qua cái cơn hoàn nạn với cái lúc vất vả. Yeah. Thì hai cháu nó có quá cực khổ rồi. Mình cháu là đụng kinh bộ này thì chưa đi được thì là cái bộ mẹ thì ở nhà phải trông này, thì một cháu thì có khi cơn lên cuồng là chạy này. Cô cháu đi lạc mài đêm mới cách được một hai đêm ngay nữa, đến thứ hai lạc đi đường tàu đi lên bảy xà lên Dình Bình thì lại xuống về đường tàu, rồi là hỏi họ may có người gặp chứ không có người gặp thì cười mặc quần u lót, không biết họ gặp họ đúng cho một cái áo cái quần đấy. Đi bộ qua bảy xã luôn, đi bộ qua bảy xã. Nhưng mà cái khi mà em nó đi vậy mà sao không không có đi tìm liền? Không, gia đình đi tìm từ khuya 4 giờ nhưng mà không không nắm được, họ cho chỉ cứ họ cho để lên Dình Bình đi qua Dình Cát thì vòng qua Dình Hành lại về. Nếu được cho mình cứ đi tìm mất thông tin liên lạc cháu là chỉ đang lên phây vì lên mạng vì alo trên loa để tìm cháu là mặc áo vì chi thế này chơi luôn, con cháu ngoài cũng không biết ơi. Tìm người không không, tuy là mình đứng đây vì đó chứ ngoài họ hẳn cũng không ơi mà không thưa gì hết. Cái cảm giác cháu có biết chi mà đi như hồn đi trên mây trên mọc được, cứ đi là cuối là đi rửa. Để em hỏi nó coi nha, em tên gì, tên gì hả? Thật sự là không biết nói gì luôn ha. Không biết một cái gì hết. Ăn có cái cho ăn không khiến là không chứ mà. Bữa qua đó. Bữa qua sao? Bữa qua sao? Nhìn thẳng biết đó. Hả? À đi diễn thắng hả? À. À đi đi diễn thắng hả? À. Thăm con em nào ngoài hả? À. Con em nào ngoài hay sao? Hả? Cô... Thăm... Dình Lợi nữa. À, Dình Lợi. Rồi đi đâu nữa? Đang... Hả? Ở đâu nữa? Nhưng mà đi chơi hay là đi thăm con em nào? Đang đi đó. Đang nghe. Nói mà không biết mình đang nói gì. Trời. Chỗ nào? Chỗ nào? Cái Dình Lợi nhá. Rồi Dình Lợi. Dình Thắng, Dình Lợi. Rồi đâu nữa? Đi đằng nè. Khoảng cái cảm giác của khoảng thị nữ nói mây mọc với em không biết chứ. Nghe nha, nói đi Dình Thắng Dình Lợi thì cứ Dình Thắng Dình Lợi nữa. Cô muốn đi Dình Thắng Dình Lợi nữa không? Anh dẫn đi nha. Đi không? Đi không? Hả? Thích đi không? Bữa mô là... Bữa mô sao? Chạy lên anh mình. À, bữa mô chạy lên anh hả? Ừ. Nhưng mà biết nhà anh đâu không? Ừ. Biết nhà anh đâu không? Bữa mô là... Lên áo đi. Lên áo hả? À. À, là ai cho cái áo này đúng không? À. Đẹp quá ha. À. Mà ai cho vậy? Ừ. Cô nào cho hả? Ừ. Cô nào cho hay là anh nào cho? Ừ. Hả?
cơ. Chú ba đấy. Chú ba hả? Tụm đấy đó. Túm hả? Tú hả? Túm thả lươn. À cái túm để mà thả lươn hả? À cái đó gọi là túm hả? Rồi gì nữa? À, còn gì nữa? Ria. Ria là cái gì? Bị ria. À bị ria. Bị là bị như thế này này. Bị bổ đấy. Cái túi đừng tốt. À cái túi. Bị. À. Bị đi à. Đồ đẹp mà vừa đạt. Chạy cá chứ. Con đừng có ném bẩn nhá. Cái nước này dơ lắm nhá. Ừ, đi ra đây con. Nước dơ lắm. À, anh ra đây cho em trò chuyện chút xíu đây. À, như thế này anh chị nhá. Cái hoàn cảnh của anh chị đây thì em được cô Cuối cô giới thiệu cho em. Và qua cái hình ảnh Zalo và cái thông tin trên đó thì em cũng có nắm qua rồi. Thì tới đây và cũng thấy cái thực tế cái điều kiện của anh chị rồi. Thì bây giờ như thế này, ít nhiều thì em cũng hỗ trợ cho anh chị một phần ha. Rồi sau này mà có các cô chú anh chị nào mà có thương tình đấy, gửi gắm thêm cái gì thì em sẽ ghé qua, em đưa qua. Đây bộ ngon quá. Đó quý vị ạ, nói chung là đó, cả nhà có hai người con đó, cả nhà có hai người con mà bây giờ vậy thấy cũng tội nghiệp. Thì như thế này, em xin gửi cho gia đình anh chị 5 triệu nhé. Em xin gửi cho anh 5 triệu. Thì 5 triệu đồng này là em trích trong cái quỹ mà hồi kỳ vừa rồi đây em có tổ chức một cái đêm nhạc từ thiện tại thành phố Vinh. Thì em trích ra đây và gửi tới cho anh chị để phụ thêm cho anh chị một phần thôi nhé. Rồi sau này có các cô chú anh chị nào mà có thương tình á, gửi gắm cái gì thì em sẽ ghé đưa qua. Có gì thì gia đình tôi thay mặt gia đình để cảm ơn các anh Mạnh Thường Quân và lại cộng đồng mạng thì đã giúp đỡ cho gia đình, cho hai vợ chồng em được tiền thuốc tiền tháng gì cho hai cháu cho nó đỡ cực khổ. Thì em xin giới thiệu về em một chút xíu. Em là Thành Nguyên. Em có một cái kênh thiện nguyện là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Còn đi cùng với em đây là có anh Phan Hồng. Anh cũng có một cái kênh thiện nguyện là Phan Hồng Kết Nối Yêu Thương. Thì thật sự là tới đây rồi mới thấy cái hoàn cảnh rất là thương. Không biết đang nói cái gì nữa. Bé sau là tên Chính đúng không? Cao Đăng Chính. Cao Đăng Chính. Cao Đăng Chính. Còn Chính. Chính. Chính hỏi Chính. À. Chính hỏi Chính. Là gọi là chỉnh sửa đấy đúng không? Chỉnh trong chỉnh sửa rồi. Nói chung là hai người thì có người điều khiển, sau đó là chỉnh điều với Chính. Phải có người điều khiển điều Chính. Có nghĩa là anh là tên Điều. Điều. Còn em là Chỉnh. Điều Chỉnh. Là phải điều khiển. Sau họ đặt trong tên Điều Chỉnh mình. Theo tên luôn là điều chỉnh luôn. Để mà tiếp theo luôn. Dạ. Kính thưa quý vị, thì sau khi mà Thành Nguyên trao một số tiền trong cái đêm nhạc thiện nguyện của Thành Nguyên thì anh Phan Hồng cũng có một chút quà của anh Hồng cũng gửi tới cho anh Cát và chị Phương. Đây anh Hồng đưa em cầm máy cho. Rồi ok. Thưa quý vị, sau khi Phan Hồng và Thành Nguyên đến với gia đình của anh Cát của chị Phương thì quả thật thấy gia đình rất là hoàn cảnh rất là éo le. Hai vợ chồng nuôi hai cháu bị bệnh thần kinh thì suốt ngày cứ chăm lo hai cháu cũng không làm việc được gì để mà có thể trang trải cuộc sống. Thì hôm nay Phan Hồng xin thay mặt cho cô Phan Thị Hồng Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Tung Đô của thành phố Vinh
cô cũng nhờ gửi cho gia đình anh chị 1 triệu đồng. Để em xin thay mặt cho cô Hồng Mai gửi cho anh chị 1 triệu đồng để chăm lo cho hai cháu chị nhá. Đấy, gia đình cảm ơn anh Hồng và chị Mai đó chứ cũng có thời gian cô Mai. Có gì cô thông cảm và hiểu cho gia đình nhà em. Em cảm ơn. Rồi thì cái video này sẽ thay lời cảm ơn của anh chị tới cho các cô chú các mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước anh nhé. Cũng chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe để còn chăm lo cho hai cháu. Cảm ơn mạnh thường quân. Cái gì? Bố. Chỉnh bỏ hay là bố? Dạ. Nói cho chú nghe. À, con. Lầm lơ rồi. Gia đình cán bộ và nhân dân xóm ba cũng như là chị em của gia đình anh Cát và chị Phương xin chân thành cảm ơn anh Phan Hồng và anh Thành Nguyên đã là giúp đỡ gia đình cho gia đình anh Cát và chị Phương và nhất là hai em Điều và em Trịnh có một số tiền đó để gia đình chăm cho hai cháu để có sức khỏe để đỡ vất vả cho vợ chồng. Nói vậy anh chị nhé. Rồi có gì thì đấy thì em sẽ ghé sau. Kính thưa quý vị, thì bây giờ Thành Nguyên cũng xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Thành Nguyên trong những cái hoàn cảnh mà Thành Nguyên đã ghé thăm. Còn bây giờ thì Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe. Tạm biệt quý vị.